Điều đặc biệt nhất của thời gian chính là nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Nó sẽ giúp chúng ta thay đổi để thích nghi với cuộc sống. Thời gian cũng là một liều thuốc thử giúp bạn thấy được lòng người, giúp chúng ta học được cách tự yêu thương, quan tâm đến bản thân, để biết cách tự làm tốt những việc của mình, và cho chúng ta thấy những gì còn sót lại cuối cùng mới là những điều tốt đẹp nhất. Để ta đứng bơ vơ, anh thờ, để xa khi ta còn ai đang đợi chờ.